Hello nha Nam, cập nhật xe mới nhất ngày hôm nay luôn anh em ơi. Hôm nay thứ ba ngày mấy không nhớ nữa anh em ơi. Làm riết rồi quên ngày tháng hết rồi. Anh em coi xe nào thấy hợp gu thì liên hệ phép ủng hộ nha Nam. Anh em có thích thì anh em cứ alo hoặc inbox Zalo đi Nam, đừng có ngại gì hết á. Cứ inbox Zalo bình thường, mình mua được thì mua được thôi, không sao đâu ha. Người bán thì lúc nào cũng có trách nhiệm mà. Bây giờ thời đại kêu là sản phẩm và dịch vụ mà ha, chứ không phải hồi xưa đâu nha anh em ha. Cái này hai này phu á, ba con này quay thái, con này 219, con này 223, con này 221 và con quay thái này 222. Con này như xe thùng á, giấy phố. Con này chạy 2600 cây. Còn mấy cái này S1 càng, S2 càng, S208 ha. Này chạy Winner này tầm 2x triệu nha nè, 2x triệu. Raider Sachia Solid. Con khu 1 này 29 năm anh em ha. Con này bữa nay giảm 5 xị. Con này cái máy cực kỳ luôn. Con này như chưa lên video nữa. Này dễ ẹt. Ẹt 150 nha nè. Con này thì ẹt 155. Cái con xe này giá có trên yên hết nha em ơi. Tầm 20 ngoài triệu. 20 ngoài triệu. Này thì mở kinh nè. Anh em thấy cái ngực nó có cái này là mở kinh. Con ọc 110 này mới về. Xe này bản này đặc biệt ổ mắc cây nha em ha. 34 triệu mới lắm, xe này còn mới lắm. Mâm zin sơn nó vậy nha, chứ không phải người ta chế đâu nè. Còn 110 thái nữa ha. 110 thái mình cũng còn 6 chiếc. Còn 6 7 chiếc gì đó nha. Anh em coi xe nào cảm thấy mình khoái đó, anh em cứ liên hệ nhắn tin chơi cũng được anh em, không có sao đâu. Kết bạn Zalo đó rồi có gì đó theo dõi. Hoặc là theo dõi Facebook phép xe máy anh em. Facebook phép xe máy KG. Xe về là em đăng lên đó đó. Còn số Zalo thì Dường với Sang đó, lúc nào cũng sẵn sàng mà inbox anh em hết đó. Anh em khỏi không cần phải kết bạn đâu anh em. Tại vì không có chặn người lạ, Zalo nó đầy á. Anh em cứ nhắn tin là nhận được. Cứ nhắn tin hỏi là nhận được. Nó ví dụ như thích Alpha á, còn mấy chiếc đi. Hỏi rồi Sang ơi, Trường ơi đó. Giá Alpha sao nó báo cho anh á. Rồi nó báo chi tiết hình xe cho anh em rồi, báo giá cho anh em. Đó. À 110 thái nè, Alpha nè. Cái dãy này thì như mấy clip trước đây nè ha. À 110 có con này hiện là rẻ nhất à. Con này 24 triệu 500. Xe dọn anh em ha. 24 triệu 500 thì nó không có zin đâu à. Được cái là nó dọn zin, dọn kiểu hình zin đó. Dọn chắc, dọn đẹp thôi à. Chứ nó không có ấy, nó không có zin đâu. Xe zin nó lại phải bán rẻ nhất là 4x, 3x cũng có nữa, thậm chí 2x cũng có luôn, nhưng mà anh em về anh em phải tốn tiền á. Còn như cái này mua về là đi à, xe ở đây mua về là đi, là chơi thôi, không có tốn tiền đâu. Đấy là dãy xe phổ thông anh em, Sea-Wood. Anh em ở xa có muốn đến cửa hàng đó, anh em search Google Map á, anh em cứ đánh cửa hàng xe máy Khánh Phép, anh em chấm vô đường đi, chấm vô cái lại anh em chọn cái đường đi à, anh ạt một càng Winner V xì bo rẻ tiền 22 triệu anh em ha. Cả lít thái, lít thái này đợi 24 15 gì nha nó. Con này bữa nay bán 52 triệu. Xui 32 đĩa bữa nay xong rồi ha. Đẹp không? Subet Angel 50
xe quay 50. Mấy cái này giá trên yên á anh em. Con Scoot 50 còn mới lắm đó. Anh em có mấy nhà có cháu mua cho nó đi tụ trường nó học. Sắp hè tới à. Bây giờ mua về là luyện cho nó chạy từ từ được rồi. Tới chừng nào nhập học cái là có xe đi luôn. Xe đó còn mới lắm á. À cái con Suzuki này còn nè. Anh em xài phổ thông mua mấy con quay này đi. Lành lắm anh em. FI mâm đẻ màu xanh đen. Con nó 19 năm ha. Sigurd ống hơi đây, đầu bò nè. Con nó 16 triệu. Xe đó đẹp. Áo dán keo. Còn anh em nó không thích Sigurd mà muốn Sigurd rẻ tiền để đi lại mấy con này. 10 11 12 triệu đầy hết. Xe đẹp đẹp không anh em ha. Đó, đại khái con này có 11 triệu 7 nè. Màu đen nhám, màu mới chát. Nhiều xe lắm anh em ơi. Địa chỉ cửa hàng này nè. À, ngã ba Tiến Chánh cầu số 2 đằng đó. Chỗ chiếc ô tô màu trắng đó. À, chỗ đèn báo đi chậm đó. Mấy này dãy xe ga nè ha. Mấy con AB, nắp mò, vít 3. Giá trời liên nha anh em. Copy. Mò, SH lớn. SH này 125 NVX ABS 25 triệu à. Con này chưa được 40. Ba mấy triệu, 39 triệu. AB Thái nè. Bullet này full đẹp quá. Hai đó mà đi bánh cầm đồ đi đồ vô hết mấy triệu bạc á, hết 6-7 triệu. Xài phục nay Thái á, nay xịn luôn á nè. Cầm bộ cầm này coi cũng hết mấy củ. Quay ít Thái đây. Rồi ok à, xe anh em xe nào thì anh em liên hệ với bên em nhé. Đó, anh em có thể giao dịch online hoặc đến trực tiếp cửa hàng để coi xe ha. Còn ở đây thì phép ship xe toàn quốc cho anh em luôn. Rồi xin cảm ơn, chúc anh em có thật nhiều niềm vui và khỏe mạnh. Làm ăn thì phát tài phát đạt nha anh em ơi. Để mua xe ủng hộ phép nhé. Xin cảm ơn.